thấy anh bán trứng có được không? Em thấy ngoại hình thì cũng được, tính cách thì thấy không hợp với chị lắm. Theo chị thì chị muốn người chững chạc hơn và lớn tuổi hơn chị. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương bên kia biết. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ anh chào chị Cát Tường. Em chào tên em là Lương Quang Huynh. Em năm nay 25 tuổi. Em sinh ra ở An Giang. Em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Em tức là công tác hai nơi luôn? Dạ đúng ạ. Lúc đi lúc về? Dạ. Làm nghề gì em? Kinh doanh cho gia đình, kinh doanh về trứng gia cầm. Coi như là tất cả các loại trứng đó hả? Chở dạ, trứng từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh, chở đi chở về đúng không? Dạ đúng ạ, tất cả các loại trứng ạ. Tức là đẻ trứng ở An Giang, bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, chào em giới thiệu đi em. Em tên là Thúy Như, năm nay 26 tuổi, quê ở Đồng Nai, hiện đang là quản trị giảng viên cho một công ty tổ hợp giáo dục. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À, mà có thích ăn trứng không? Thì lúc chị, những lúc nào mà trong tủ lạnh không có gì ăn thì mới thích ăn trứng đây. À, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em là tự lập, nấu ăn cũng ngon, ngoại giao tốt. Nhược điểm của em thì rất là thích nấu ăn, tuy nhiên là chỉ thích nấu cho những người mình yêu thích thôi. Và thích nấu thôi chứ không có thích dọn dẹp và rửa chén lắm. Trời đất ơi. Ê, bạn bán trứng, bạn có thích dọn dẹp nhà cửa không? Dạ có ạ. Vấn đề của em là em thích, rất thích về cái sự gọn gàng đó chị Cát Tường. À dạ. Nãy nghe nói là 25 tuổi phải không? Dạ đúng ạ. Ở bên đây lớn hơn tuổi có vấn đề gì không bạn? Dạ không ạ, lúc có đăng ký chương trình em có đăng ký là lớn hơn 1 tuổi cũng không sao ạ. Ồ. Thích người lớn tuổi hơn hả? Tại sao con? Thưa chú là cái người lớn tuổi hơn giờ thì sẽ chững chạc trong cái con người của họ, nên con thích cái sự chững chạc hơn là thích tin. Cái này hay. Con đã có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình chính thức của con đó là con có một mối tình. Còn không chính thức? Thì con không biết. Còn mối tình chính thức đó kéo dài bao lâu? 3 năm rồi, kể từ con học lớp 9. Trời đất ơi, lớp 9 là yêu rồi đó hả? Dạ con chưa có yêu, con rung động mà chú. Rung động 3 năm và khi tỏ tình được là cái bạn nữ lấy chồng. Hay quá. Là tới giờ luôn á hả cưng? Em ấy tới giờ luôn á chị Cát Tường. Chị sao mà bao nhiêu lâu nay rồi không quen được ai? Khi mà tìm hiểu á, em phát hiện được á là cái bạn nữ hoặc là cái đối phương đó ham chơi còn trẻ quá. Con không có thích vấn đề đó, con thích một cái con sự... làm như con già lắm vậy. Nó ta trẻ. Nếu mà bạn trai mình nhỏ hơn mình tuổi thì em có vấn đề gì không? Nhỏ hơn một tuổi thì không sao, nhưng mà tùy thuộc vào tính cách nữa. Nếu là tính cách mà chững chạc và chín chắn thì vẫn ok. Thôi, bên đây chững chạc chín chắn ta có râu rồi đó nha. Còn về tình trường của mình thì em có mối tình nào chưa? À, em có 2 mối tình. Rồi bây giờ ở không là bao nhiêu lâu rồi? Hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Dạ. Bây giờ muốn kiếm một người như thế nào? Về ngoại hình thì mặc đồ thì cũng có style tí xíu. Tính cách phải là chững chạc, trưởng thành và có kế hoạch trong tương lai. Em không thích bạn trai của em là một người gia trưởng nè, ngoài không hút thuốc. Có những cái tính mà giống như là đàn bà, chẳng hạn như là hay soi mói nè, hay để ý, hay cầm ràm, đặc biệt là keo kiệt. Còn có cái gì trong những cái thứ đó không? Gia trưởng có không? Dạ thưa chú là không ạ. Cầm ràm có không? Dạ không luôn ạ. Keo kiệt có không? Dạ có ạ. Hả? Hả? Có không? Keo kiệt ở những cái nơi mà mình đáng keo kiệt khi đi để con không biết nó làm sao. Tức là giống như là đi bỏ trứng mà một chục là đủ một chục. Dạ, chứ không có thể tặng ăn thêm. Cho buôn so tức là buôn bán mà mình phải. Dạ, tính toán. Dạ, từng đồng từng cắt luôn. Vui chơi hay gì bạn bè hay là trong gia đình thì là thoải mái đúng. Dạ, không? Dạ, ý đúng con rồi. Là vậy đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng rồi, chú cũng ý gì nghĩ vậy. Hay đó. Quá. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không con? Dạ thưa chị là em không có hút thuốc với lại có nhậu, nhưng mà chỉ là nhậu với lại nhậu với trứng thôi. Nhậu với anh trong gia đình thôi ạ. À. À, dạ. Con muốn tìm người yêu thế nào, con diễn tả cho chú qua chú coi coi giống không? Cao một chút. Mà chút là bao nhiêu? Xích sáu chút. Gì nữa? Điềm đạm một chút, nói nhiều. Phụ nữ hay nói nhiều lắm, hay càm ràm lắm con. Dạ, cái này phải chịu thôi, chú chịu lâu lắm rồi. Còn gì nữa? Đặc biệt không vô duyên. Con sợ vô duyên lắm hả? Dạ. Không, đôi khi vô duyên nó cũng thành có duyên đó con. Sao biết vô duyên quá hay không? Nghe là cười là người ta có duyên rồi đó. Vậy nãy giờ con nói khán giả cười là con vô duyên. Cũng có khi á. Cái vô duyên nó lạ lắm con. Đôi khi á là nói ra cái ta cười rần rần, người ta nói vô duyên quá mà. Dạ, vô duyên có duyên. Có duyên nó khác. Dạ. Để chú qua chú hỏi coi. Mình nói sao nha, chờ chung chút nha. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Anh nó nói vậy đó, mình thấy mình được không? Về những cái tiêu chí đó thì chắc là được khoảng 70-80%. Vậy là được rồi. Quá tốt rồi. Bên đây hiền lành, chất phác, thà lắm. Được á.
dễ thương lắm. Dạ. Trắng tôi thì trắng hơn con nhiều quá con. Đó. Dạ, em chào chị Cát Tường. À, chào em. Nay có đem mớ trứng nào lên không? Dạ không. Để gần ngày đầu tiên tôi gọi. Đem trứng lên tặng bạn gái, tặng này chi? Tại vì trứng chưa có kiểm dịch kịp chị thôi. Đúng rồi. Phải vệ sinh an toàn thực phẩm để kiểm dịch đàng hoàng. Mà hồi đó giờ đi buôn bán trứng là có dành dụm được gì chưa mà đòi lấy vợ? Dạ, ngoại trừ trứng ra là em cũng có một chút tiền. À, dạ. được, nghe 25 tuổi dữ ha. Vừa có trứng vừa có tiền nữa. Rồi gì nữa? Dạ, hết rồi chị. Nhưng mà ở thành phố là ở đâu? Dạ, em ở nhà. Nhà nào? Dạ, nhà em ở quận 6 ạ. À, nhà đó là nhà gì? Nhà ấp trứng. Dạ không, nhà là nhà để ở ạ. À, nhà để ở. À, dạ. Nhà là của ai? Dạ, của ba, sắp cho em. Vậy hả? Trời ơi. Chắc không? Có giấy nhưng thiếu chữ ký thôi ạ. Thiếu chữ ký của ai? Dạ, của ba ạ. Giấy nó làm rồi, nó dạ, tự viết luôn rồi mà chưa ký thôi. Dạ. Yên tâm lấy vợ xong ký. Nghe nè. Dạ. Cạo cái râu cái này đi nha. Trời ơi, sao tôi ghét ai để râu đi ghê luôn á. Trời ơi, thiệt. Trẻ là mình cứ trẻ, có tiền có túi đầy là được rồi. Dạ, không đâu có cần mình để râu cho mình già chứ. Dạ em không có tiền túi gì hết. Chứ tiền để em đâu? Thẻ hả? Không thẻ. Dạ, thằng này nó ghê lắm bởi vì. Rồi tôi chịu rồi đó. Việc. Trời ơi, đây đàn trai ngon lành đừng có giỡn mà. Ngon lành. Được em. Hơi bị ngon à. Được. Có đi với người thân không? Dạ có. Đi với ai? Em gái và bạn luôn. Thấy anh bán trứng nó được không? Em thấy ngoại hình thì cũng được, tính cách thì thấy không hợp với chị lắm. Theo chị thì chị muốn người chững chạc hơn và lớn tuổi hơn chị. À, em thấy vậy ha. Nhà kinh doanh thì rất là chững chạc nha. Thay thế ba mẹ đúng không? Dạ. Đi giao trứng, chuyển ta trứng. Ta còn một trong nhà đó. Trời ơi, ta chững chạc lắm á, nói vậy vui thôi. Rất có duyên. Em suy nghĩ lại đi. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với lại anh họ của em. Ước gì phải đi với ba để hỏi vụ giấy tờ nhà luôn. Ơi anh họ đâu rồi? Rồi anh nói, anh thấy sao anh nói đi anh. À, mình thấy bạn nữ bên đây á là đạt đúng yêu cầu của Vinh á, rất là chững chạc, rất là dễ thương. Yeah. Cố gắng nắm bắt bằng hiểu. Mọi giá nghe Vinh. Được á. Thôi bây giờ cho hai trẻ gặp nhau cái đi ha. Kéo màn lên. Rồi. Đàn trai dễ thương lắm nha. Nào. Chào dạ. Bạn. Dạ. Có bó hoa tặng cho bạn. Em đại đi, thể hiện đàn ông mùm em. Cho mình hỏi là cái tính cách của bạn á, có nghĩa là mình là thuộc người là thích nói nhiều hay là ít nói hay là như thế nào? À, cái tính cách đó cũng là phụ thuộc vào cái môi trường, tức là một cái môi trường như là một cái sân chơi nào đó thì mình sẽ hòa hợp vào đó để mình nói nhiều để cho cái không khí lên. Khi mình đi công việc hay là đi công tác á thì mình là ít nói lại, mình lắng nghe khách hàng nhiều hơn. Hoặc là giống như là hôm nay nếu mà được hẹn hò với bạn thì mình sẽ ít nói để lắng nghe bạn nói nhiều hơn. Thấy chưa? Quá hay. À, lúc nãy thì mình cũng có chia sẻ hiện tại là công việc của mình ở Hồ Chí Minh. Yeah. Thì nếu như mà mình muốn ở Hồ Chí Minh thì sao? Cũng chấp nhận được, tại vì á là nhà quận 6. Nhà quận 6, tại vì á mình kinh doanh á thì chắc tương lai thì mình cũng sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Bạn rất thích ngăn nắp gọn gàng nhưng mà không có bạn. Ở đây không ai là bạn của bạn hết luôn. Anh rất là thích ngăn nắp và gọn gàng nhưng mà đôi khi á thì em ở đây em rất thích nấu ăn nhưng mà không thích dọn dẹp rửa chén. Cái con đường mà đến tình yêu á là đi ngang cái bao tử, chỉ cần em nấu ăn ngon là anh vui vẻ, anh sẽ dọn dẹp hết, không sao cả. Bây giờ về miền Tây á là phải biết hát cải lương. Em có biết hát cải lương không? À, em không biết hát, chỉ biết là MC thôi. Em giờ em đứng lên em giới thiệu. Làm MC em giới thiệu sau đó rồi bạn kia hát. Em ngồi từ ngồi đó từng. Rồi đó hai người làm đi. Lần đầu tiên xin cho phép thì Dương gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay chị Cát Tường đang trong giai đoạn hẹn hò và hâm nóng tình yêu cùng với bạn trai ở Hawaii. Cho nên là thì Dương sẽ thay thế chị Cát Tường dẫn chương trình ngày hôm nay. Thì rất là hy vọng nhận được sự ủng hộ cũng như là sự yêu quý của quý vị khán giả dành cho thì Dương như là đã dành cho chị Cát Tường ạ. Sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc của một bạn nam tham gia chương trình ngày hôm nay. Để phù hợp với lại cái không khí rất là vui nhộn và vui nhộn là mệt đó. Để hâm nóng cuộc tình giữa chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Em xin gửi đến một trích đoạn cải lương phù hợp với lại không khí, đó là tiếng trống Mai Linh. Được.
Chờ giờ con ca khúc đầu hay là được trời ơi, muốn khúc đoạn nào hay nhất? Phu nhân ơi khăn trống đêm nay sẽ làm trắng đêm tâm sự, thì ba lại tạ từ của phu nhân cũng tròn tình vẹn nghĩa. Dạ hết. Chị thôi hả? Dạ. Giới thiệu hoành tráng ngồi hát bể. Lỡ tao bán vé rồi ra bể kèo thiệt luôn á. Hai đứa làm coi bữa coi hoành tráng coi thôi. Mây vừa ghé qua sân, mây vừa ôm em đây. Sau khi dù tìm tâm, em vào tìm bờ môi phai. 1, 2, 3, bấm nút. Nút hơn rồi. Bây giờ chúng ta nói chuyện về tình yêu. Khi mà kéo màn lên, khi gặp được em thì bây giờ thì rung động rồi. Chắc chắn là anh sẽ nắm bắt cái thời cơ đó. Chưa gặp thì em nghe cách nói chuyện như vậy thì chắc chắn là đúng là như em nghe em nói sẽ không phù hợp. Nhưng mà khi gặp lại thì thấy cũng không như lúc đầu em nghĩ, cho nên là em đang cảm thấy hoang mang. Chứ không phải là hoang mang, đó là sự thay đổi diệu kỳ đó em. Chúng ta sẽ có những cái phút những giây suy nghĩ thật kỹ để nói lên tiếng nói của con tim mình. 1 3 xong rồi đó, 1, 2, 3 đó. 2 3 hết thời gian. Một cái kết hơi bị bất ngờ quá. Lý do tại sao con không bấm? Câu cuối thì Dương nói là đang hoang mang. Những lúc như vậy á, chùng bước. Thì nếu đã chùng bước rồi á, không có cố gắng rồi thì bản thân con cũng sẽ là gọi là bất lực trong cái vấn đề mà gọi là bồi đắp thêm nữa. Bạn gái? Em chưa cảm nhận được cái... Thôi, cái đó là chủ quyền lựa chọn các bạn. Sao cũng rất là tôn trọng quyết định của hai bạn. Mong rằng các bạn sẽ có nhiều cơ hội nữa. Đây là cơ hội tôi nghĩ rằng rất là tốt mà các bạn đã bỏ qua. Chắc là dựng lại em ơi. Vậy hả? Ừ. Vậy không có dựng lại đó. Cái này thì bè để anh suy nghĩ lại chứ. Rồi thôi, mà đàn ông hiện đại chút xíu đi nha. Dạ. Chiêu phụ nữ đi. Trời ơi, đỏ dữ vậy. Rồi sao được gì sao? Rồi xong luôn. Thấy sao? Lát này tính như sao giờ anh? Sao trời? Nói chung không có đâu, vậy được lắm. Chào em gái. Dạ chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông? Hút hút. Tuyệt đối không em. Rồi dạ. Xong, vậy á. Với lại không nghe lời em, giống như kiểu nói rồi phải nghe nghe xíu đừng mà cãi lời em không thích. Dạ. Cái này là em kính thưa chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Dạ em tên là Trần Thị Mỹ Hoa, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm việc ở bệnh viện quốc tế Ba Căm Mép chị. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ thư ký y khoa. Nhà quê em ở Bến Tre chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trên trường quay. Và chào luôn bạn nữ bên kia. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quách Trung Thu. Cái gì? Quách Trung Thu là bánh trung thu anh. Quách bánh trung thu hả? Vâng. Tên là tới tháng 8 là nhớ rồi hả? Nhưng mà em không thích ăn bánh anh. Thì năm nay em 28 tuổi. Em sinh quê thì ở Quảng Ngãi, sống ở Đắk Lắk và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang ở dưới Bình Dương. Sống ở Bình Dương mà làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, ngày có đi có 30 cây sáng đi chiều về hả chị? Em làm công việc gì? Dạ, em là bên kỹ sư điện, bên mảng vận hành bảo trì á. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Mời Mỹ Tho. Dạ, điểm mạnh của em á là tính tình của em rất là ngay thẳng, với lại là không mạnh mẽ giống như kiểu con trai gì đó. Em thích trò chơi mà mạnh mẽ. Ví dụ em chơi cái gì? Chơi trong điện thoại hay là gì đó, toàn là đua xe hoặc là tốc độ giống vậy nhá. Có chơi với cô không em? Dạ không, nhưng mà em chơi nhìn con trai chơi mấy trò đó, nhìn nó mạnh mẽ vậy. À. Dạ. Còn điểm yếu của em là em dễ khóc, em muốn khóc khóc à. Chứ là em mau quên đó chị. Sao mạnh mẽ lại muốn khóc khóc là sao? Mấy giống như tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Đôi lúc mà buồn cái tự nhiên cái nằm nó suy nghĩ khóc luôn. Rồi mỗi lần khóc vậy ai dỗ? Tự em nín. Vui ha, tự khóc, yeah. Tự nín. Yeah. Ồ, rồi bạn bè xung quanh nhận xét mình như thế nào? Nói chung là em hơi nhây nhây, cái mấy chị nói em hơi có vấn đề, em biết có không? Nói chung là mình hơi điên điên xíu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thất thường. Anh Trung Thu, anh ưu điểm khuyết điểm gì? Do em là dân bên kỹ thuật á, thì là mọi công việc thì em cũng sẽ lo được. Như là trong nhà hư vật dụng thì em cũng sửa được, nhưng mà sửa xong thì đi một cái mới thôi. Hả? Không có gì hết. Thì em biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nóng tính. Nhưng mà cái nóng của em là không phải nóng bộc phát mà cái dạng âm ỉ rồi một hồi nó bùng cháy lên. Sau khi mà giai đoạn bùng phát thì khoảng một phút sau thì nó bắt đầu nguội lại rồi. Thì cứ tính thêm là lâu lâu em cũng hơi bị điên nữa. Trời ơi, bên dạ, đây cũng giống đi. Như là không lâu lâu ấy chị Cát Tường thì làm việc mình stress quá hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy?
cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm bình minh xong rồi sáng chạy về thôi. Nửa đêm xách ba lô đi. Dạ bình thường vậy, em đi làm mấy vụ đó chị. Cũng dạ. Lúc nắng lúc mười đó hả? Dạ. Rồi còn mấy cái vụ điên nữa, như là em nhớ là đợt 30 tháng 4 năm vừa rồi, năm 2017 á, thì đợt đó em được nghỉ khoảng một tuần. Thì sáng 28 á thì em tính về Đắk Lắk, em đi xe máy về. Qua cổng xanh Bình Dương là cũng cách nơi em ở cũng khoảng 150 cây rồi. Lúc đó là khoảng 4-5 giờ sáng thì em thấy buồn ngủ quá. Thì thay vì là phải chạy tới khoảng 50 cây nữa thì sẽ có nhà xuống Đồng Xoài có nhà nghỉ, thì em vô nghỉ. Em không chịu, nhất quyết là quay đầu xe về. Chạy một mạch về phòng rồi ngủ tới chiều luôn. Tại 150 cây trở về. Dạ đúng rồi. Rồi còn sau ngày đó là sang ngày hôm sau thì mắc kèo về Đắk Lắk rồi, thì em sẽ kèo xuống Cần Thơ của nhà bà chị em ở dưới đó. Thì 9 giờ sáng em dậy thì em cũng vác cái ba lô cũ lên. Thì ra bến xe Bình Dương bắt xe buýt tới bến xe miền Tây. Thì tới bến xe là khoảng 12 giờ thì em vô em hỏi vé về Cần Thơ á, thì lúc đó của ngày lễ mà anh thì hết vé rồi. Về nó ngủ bảo tiếp. Dạ thì nó bảo tới khoảng chờ tới 5 giờ hoặc là 6 giờ á chị. Rồi em nghỉ một hồi thôi, khỏi luôn, chờ nó xách ba lô bắt xe buýt về ngược lại là 3 giờ chiều tới nhân phòng. Về ngủ tiếp. Dạ đúng rồi chị. Rồi khỏe ra. Em anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Trong cái lúc mà gọi làm việc về điện đóm á. Dạ. Anh có bị giật nhiều lần chưa? Cái thôi khỏi ra anh, cái đó giật một lần là xong á, có chuyện. Mà sao em đi du lịch gì mà em lên kế hoạch mà em không có thực hiện được, đó là mình còn có dự án gì nữa không mà thực hiện cho được không, gì nữa chừng gãy gánh không vậy? Dạ thì hiện giờ có dự án lớn nhất mà em ấp ủ từ năm 20 tuổi là em dự định là trước 30 hoặc là trước khi lấy vợ em sẽ dự định một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy rồi về em lấy vợ. Xuyên Việt bằng xe máy? Dạ. Ráng đi lẹ lẹ chứ đừng nửa đường về ngủ nữa nha. Dạ, lẹ lẹ còn bây giờ chứ. Đi về ngủ không sao, tới chừng cưới vợ chuẩn bị đám cưới không nói thôi đừng cưới nữa. Lúc đó mới mệt á. Chết luôn. Ủa bây giờ mình đi xuyên Việt mình đi một mình hả? Dạ thì dự định của em trước giờ là em sẽ đi một mình, nhưng mà bây giờ em cũng thay đổi ý định rồi, là em cũng muốn tìm một bạn đi cùng cho nó đỡ buồn trên cái chặng đường dài đó. Đi thôi, hai thôi, mình. Thôi. Yeah. Ông rủ người ta đi tới giữa chừng thôi, xuống đi thôi, tôi không đi nữa. Bây giờ em nói hai ba vấn đề là em thấy nó cũng hơi mệt rồi đó. Thấy nha. Có vấn đề rồi đó. Vấn đề chỗ là bây giờ mình phải quyết tâm cái gì phải làm tới nơi tới chốn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta nói chút xíu về tình trường đi. Yêu mấy mối tình rồi? Cũng trải qua được hai mối. Mối gần nhất thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Mỹ Tho, em có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không hói, không hơ, không ốm quá. Anh hơi mập á em. Có hói em... không? Dạ không chị, cái đó khói em đảm bảo là không hói rồi. Tóc đầu xoa, tóc mà xoăn á em là không thích. Không đúng rồi, anh tóc thẳng. Gì tùm lum khó quá vậy, không hói mà không xoăn nữa hả? Dạ. Ủa gì nữa? Chị cao hơn em. Em nhiêu em? Dạ em 1m52-53 với anh. Rồi anh cao hơn em rồi đó. Rồi dạ. Gì nữa không? Rồi với lại tính tình dễ thương, thì không có hung dữ, nóng tính, ghen tuông quá, gò bó quá em lại không thích. Dạ. Không, cái đó thì em an tâm đi, tại vì quan niệm tình yêu của anh á là yêu thì mình cũng không phải yêu là mình chiếm hữu của đối phương. Dạ. Thì trong yêu thì mình vẫn có không gian riêng tư cho hai người. Dạ. Nhưng thì anh không hạn chế, nhưng mà mình có hạn chế bớt cái giao lưu đi. Em đi uống cà phê với bạn trai hay đi mấy đồng nghiệp bạn trai thì ok anh cũng không có quan tâm. Dạ. Nhưng mà em đi em cũng phải nói trước là hôm nay em đi với người này thì mấy giờ em về hay sao á, thì nói chung là để anh biết và anh đỡ lo thôi, chứ còn cứ đi em ru thì em đảm bảo là ai cũng gan thôi em. Dạ. Được không? Được không? Thỏa thuận gì được không? Dạ được chị. Được hả? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng em như thế nào không? Dạ có, em thích giống như anh Hồ Trung Dũng gì đó. Ở đây Hồ Trung Thu. Không có Trung Dũng được, Trung Thu chúng dạ, được với Trung rồi. Dạ. Rồi vậy bên Trung Thu mẫu người lý tưởng của em sao? Cũng cao từ 1.5m trở lên thì vẫn được ok rồi chị. Em không được 1.5m anh ơi. À thì 1.5m, em 1.52 mà. Dạ chưa được 1.5m mà. Anh thì 1.5m à. Làn da thì cũng hơi trắng một chút. Em rất là thích vuốt tóc của con gái nên em thích bạn nữ tóc dài. Nãy anh có thích con gái nhuộm tóc không anh? Em nhuộm màu hạt dẻ thì được, hoặc màu vàng, chứ còn nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cái đó là anh nhìn cũng hơi chướng mắt. Này em lỡ nhuộm đỏ rồi sao anh? Cái đó hơi kỳ, chắc là nhuộm lại em ơi. Vậy hả? Giờ em không thích, không thích nhuộm lại đó. Cái này thì về để anh suy nghĩ lại chứ. Rồi thôi, mà đàn ông hiện đại chút xíu đi nha. Dạ. Chiều phụ nữ đi. Trời ơi đỏ dữ vậy. Rồi sao? Được gì sao? Rồi xong luôn. Thấy sao?
Lát nữa tính với sao giờ anh? Sao giờ? Nói chung có đâu, dễ thương lắm. Chào em gái. Dạ em chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông? Thích hút. Tuyệt đối không em. Rồi dạ. Không, vậy á. Nữa. Với lại không nghe lời em, giống như kiểu nói rồi phải nghe nghe xíu, đừng mà cãi cãi em không thích. Cái này là tùy vấn đề anh. Nói những vấn đề đúng thì em vẫn nghe thôi. Tại vì mình phải hòa đồng ý kiến của hai người chứ không phải một bên. Đó, được không? Dạ, dạ. Rồi, còn gì nữa? Nhậu mà đi về khuya hay gì đó mà quan tâm bạn bè quá mà không quan tâm tới em á, bỏ rơi em á, lại không thích. Không, cái này thì không có đâu em. Tại vì dạ. Tiểu lượng của anh thì nó cũng không có nhiều. Thì nếu mà có hứng thì anh làm một thùng bình thường. Hả? Dạ, còn không hứng thì có hai ba lon thôi chị. Nhưng mà chia buồn với chị là trước giờ thì em không bao giờ có hứng. Hả? Anh thấy chàng trai này rất là vui vẻ. Dạ. Tính gọi là hòa đồng ha. Anh thấy bằng thằng gái cũng dễ thương đó em. Cũng xinh. Nhưng bây giờ hỏi hai bạn, nếu được thì hai bạn định chừng nào tiến tới hôn nhân? Mỹ Tho. Dạ em họp thì cưới chứ không quan niệm là bao nhiêu lâu. Anh trai dạ, sao? Chị. Ý em thì sao? Em thì cũng vậy hả chị. Đứng sao thấy cái hơi tròn tròn này? Dạ đúng rồi. Là do cái áo nó rộng. Mình có tập thể dục thể thao gì không? Lâu lâu chạy thể dục cái gì. Nhưng mà tao thấy em nó hơi kiểu khỏe à? Em hơi nhẹ nhàng. Thôi kệ chị. Thiệt luôn á? Dạ. Ủa có thích phụ nữ không? Có, trời ơi, nghĩ sao không thích. Mất điểm á nha. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Anh Linh bấm cái quẻ này em coi cái anh Linh. Quẻ này cũng hên xui. Hên xui quá hả? À. Không, nó chứ dễ thương lắm á. Được phải không? Mà. Em có yêu cầu gì về tuổi tác không? Khi mà đăng ký thì em ghi là ít nhất là bằng tuổi em, còn nếu mà hợp thì 91 hoặc 94 là hợp. Em sinh năm nhiêu? Dạ 94 chị. 94. À, hợp đấy em. Được không? Được, được quá được chị. Đấy luôn ha. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ khảo sát ý kiến của người thân. Hôm bạn nay... gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em chị. Em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào bạn trai và toàn thể quý vị khách đang xem chương trình ạ. Tính của Thoa thì đi làm rất là chăm chỉ, cẩn thận. Mà nó hơi tưng tửng và đáng yêu lắm ạ. Và em hy vọng là nếu như hôm nay hai bạn mà sau khi bấm nước xong thì chúng ta sẽ có một buổi nhậu vui vẻ. Hả? Em xin hết ạ. Vậy có hứng hay em có hứng hai trung thu? Không, em hứng phá môi thì được chị. À. Bạn trai đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em. Cô xin chào cháu Quyền Linh và các Tường. Dạ. Cô là đến tệ Đắk Lắk. Thu là con út của nhà cô. Dạ. Thu rất ngoan, không có biết nhậu nhẹt, không thuốc rồi luôn. Dạ. Biết tôn trọng cha mẹ. Dạ. Riêng cháu gái này cô rất thích. Cô xuống đây lâu chưa cô? Về Quảng Ngãi mấy ngày nay chăm bà ngoại. Dạ. Rồi. Nên cháu Thu đó là có bạn bè đồng nghiệp mà nó giấu hết, nó ngại nên nó không dám nói ra. Nhưng mà giờ cô ưng xin... con dâu tương lai chưa? Thấy ưng bụng chưa? Cô rất thích. Dạ. Cảm ơn cô. Cô có dặn dò con dâu tương lai gì không? Cô cũng chưa biết được rồi nó như thế nào. Cô thì rất dễ con à. Dạ. Cô không có dâu rễ gì, cô có săn bạn với cô không phân biệt nó dễ chứ. Cô có một dâu một rễ rồi mà cô rất thương. Còn, dạ. Còn Thu là con út của cô á. Lên coi chương trình này cũng cổ vũ cho hai cháu và con cô. Dạ. Thì nếu cảm thấy được thì cứ bấm nút đi. Rồi dạ. Để sao mẹ lo ha. Cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt, mặt đối mặt nha. Bắt đầu. Chào em. Gặp mặt thì anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi bắt đầu câu chuyện đi các bạn. Bạn gái anh ví dụ muốn đi chơi này nọ thoải mái, anh có cho bạn gái anh đi hay là phải... Không có vấn đề, anh rất là dễ, em đi chơi thì em cứ đi thôi, anh đi được thì cho anh đi kéo hết. Dạ. Anh nếu mà kết hôn rồi anh sẽ sống ở đâu, ở quê hay là anh muốn lập nghiệp ở trong này? Thật sự là công việc kỹ thuật của anh á thì mình về đó là mình không có sống được. Anh thấy em sao? Thì có bình thường không hay là giống như nãy em nói không? Không, tóc vậy cũng được á chị, được mà. Anh tưởng con đỏ thì mới buồn. Lên hù quá ha. Cũng dễ thương. Không, tại mới anh gặp á chứ em dữ lắm á. Không, em mà quen anh lâu là em sẽ biết độ dài của anh như thế nào. Dạ hả? Ở trên đây là anh kiềm chế lại rồi. Dạ. Em làm trong đây là em làm chỗ nào ta? Dạ em làm BKMS ở Lethfield anh. Thì việc công việc của anh là cũng kỹ thuật nhưng mà anh đi giờ hành chánh.
Thì anh thứ bảy được nghỉ nửa buổi, với chủ nhật thì bất cứ khi nào em rảnh thì mình hẹn hò được thôi, không có gì hết. Dạ. Nên là khoảng cách địa lý với anh là không vấn đề. Dạ. Mà được thì bao giờ sẽ kết hôn được? Anh thích là em cưới mà không quan điểm là bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. À. Yêu là cưới. Ở trong có gì là... mình dẫn nhau qua chương trình yêu là cưới. Đúng rồi, qua chương trình. Anh cũng đang tính chương trình đó, anh cũng đang tính mà. Dạ. Hồi nãy anh cũng nói với chị kia là tham gia chương trình này xong anh sẽ đăng ký yêu là cưới luôn đó. Dạ. Hay quá. Em cũng vậy luôn á. Ừ. Quan điểm về con trai con gái như thế nào? Thì em á, con trai con gái gì cũng được thôi. Nhưng mà thật sự là em rất thích con gái đầu lòng. Ồ, anh thích mấy đứa? Thời buổi này là anh nghĩ hai đứa là vừa rồi em ơi. Em thì thích nhiều hơn. Em không thích, em thích nhà đông con vui. Cái này cũng phải tùy điều kiện kinh tế em. Nếu mà nuôi được ok, đẻ nhiều, nhiều. Đúng rồi. Ok rồi, quá tốt. Đẻ được phải nuôi được chứ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thích khoảng mấy đứa? Em đã nói hai đứa rồi anh. Không, cô này nè. Em thích cỡ ba đứa hoặc bốn đứa cho vui. Nếu điều kiện kinh tế mình làm được thì anh ủng hộ. Dạ. Thì phải ráng cày ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta trao đổi cũng nhiều rồi, mình lắng động lại chút xíu, mình nói cái gì nó thật tâm nhất. Hoặc là bạn trai tỏ tình với bạn gái để thuyết phục bạn gái đồng ý bấm nút với mình chứ. Em thì... tiến lên. Khoan bây giờ anh hỏi gì? Nè. Dạ. Em thấy có một chút xíu gì rung động với cô gái ngồi đối diện không? Có anh. Có phải là một nửa mảnh ghép mà em gọi là từng mơ ước không? Nói chung là bạn cũng là trong cái người mẫu, hình mẫu lý tưởng của em. À. Thì sau chương trình này nếu mà thấy thì quá hợp nhau thì ok, thì anh cũng cưới khi nào cũng được hết á em. Cưới khi nào cũng được ha. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới gần cô ấy, em nói cái gì đó tận đáy lòng của mình, suy đúng nghĩ rồi. Được cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy bấm nút. Nói anh cứ nói thẳng mà... đi anh. Đúng không ngại đâu. Thôi, đứng, ngồi đây được rồi. Không, đứng lên gần đó. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên đi đó. Thì nói chung là anh cũng có viết một bài thơ. Dạ. Thì anh cũng muốn tặng cho em. Và nói chung là bài này cũng vẫn chưa thuộc. Dạ. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành đôi. Hai trái tim đơn côi sẽ hòa chung một nhịp. Hai tâm hồn cũng thôi, khóc thầm trong đêm tối. Chỉ một cái bấm thôi, em còn ngại chi nữa. Những quá khứ ngày xưa, hãy đưa vào dĩ vãng. Tương lai ở phía trước, chờ đón hai chúng ta. Anh sẽ nắm tay em, sánh bước cả cuộc đời. Thì nói chung là mình tới với đây á, thì cũng nhờ chương trình. Thì cũng là cái duyên rồi. Thì cũng không có gì hơn, nhưng mà cái phận á, thì là do anh với em tự quyết định. Cũng hai năm nay thì anh cũng sáng đi chiều về, tối ở phòng một mình cũng chán rồi. Thì thật sự cũng muốn tìm một nửa ở bên mình săn sóc. Thì là anh mong cái này thì em cũng cho anh một cơ hội để mình có khả năng tìm hiểu và tiến tới lâu dài hơn. Rồi, dạ, hay lắm. Hay quá. Đó, những cái lời nói rất là chân thành đúng không? Đâu có cần hoa mỹ gì đâu. Rồi, bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Quá đây. Hay. Bài thơ đó là em tự đặt luôn đó hả? Em tự chế hả chị? Hay quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2. Bấm nút là quyết định cho tương lai của mình đó nha các bạn. 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau, nhau đi các bạn. Em có nói gì với bác gái một vài câu không? Dạ, nếu mà con với anh có hẹn hò thì con sẽ chăm sóc anh thật chu đáo cho cô. Cô cứ yên tâm. Dễ thương quá. Muốn chia sẻ với em á, trước giờ là tuy anh có hai mối tình nhưng mà ngoại trừ mấy người bạn trong nhóm sẽ biết thôi, chưa ai biết hết cả gia đình anh. Ở anh tuyên bố ở bố mẹ anh á là anh mà yêu ai anh quyết định sẽ cưới. Và khi mà anh đã dẫn về ra mắt bố mẹ thì là chắc chắn là anh sẽ cưới người đó rồi. Em là người đầu tiên thấy được mẹ anh ở đây. Hay quá. Rất hay. Đó là những điều mà chúng tôi rất là vui ha. Hy vọng rằng những cái lời nói từ nãy giờ nó sẽ trở thành hiện thực. Là ở bên đó là buổi sáng, bên mình đã là buổi tối rồi. Có những hôm còn tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một mình nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng à. Thì làm sao mà con không ngủ được, con phải ngủ để con lấy lại sức con mới học tiếp được. Cho nên là thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ, thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó, nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà cứ hối hoài. Dạ. Ok, nhưng mà con bạn trai này thì mình
mình thấy tướng tá cũng ok, khuôn mặt nhân hậu, đẹp trai ngang ngửa với chú. Và cùng tên với chú. Nhưng mà câu điều này nè là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái giống người nè. Dạ vâng. À, nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á là sau khi cởi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay và bạn nữ bên kia hàng rào. Dạ em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1994. Dạ hiện thì em đang làm về công việc hành chính tự do. Dạ. Chính tự do. Dạ rồi. Tùng là quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu anh Linh. Vũng Tàu, bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mời nhà gái. Mình giới thiệu rung không cưng? Rung dạ, đó hơi rung. Ừ. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, con và toàn thể quý vị khán giả đang ở đây và bạn nam phía bên kia luôn ạ. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ. Năm nay con vừa tròn 23 cái xuân xanh. 23 tuổi. Và hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là con đang du học ở bên Canada. Dạ, và con về Việt Nam để tránh dịch. Dịch đúng dạ. Không? Về lâu chưa con? Dạ, tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú. À, năm mà tưởng đâu mới về. Rồi mới là về năm cuối. Tuần là dạ, đang là sinh viên năm cuối. Mà giờ mình quyết định là mình hẹn hò luôn. Đúng dạ, không? Tại ba mẹ cũng nhẹ ý từ hồi con ở bên bển rồi. Xong rồi con về đây thì con cũng coi chương trình mình, coi hết chương trình mình cũng nhân văn, con cũng thích. Con thích cho nên là con muốn có cơ hội có thêm bạn bè. Dạ. Ok. Rồi vậy con nói luôn về mình đi, về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ. Về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Tại vì con cũng là du học sinh bên Canada. Về nấu ăn thì con cũng biết chút chút nhưng mà con không có nấu ăn thường xuyên. Con khá biết quan tâm tới người khác, chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng hoặc là gửi lời gửi quà sinh nhật đến họ. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Tại vì từ nhỏ là mọi người trong nhà đã làm hết những việc đó cho con cho nên nhưng là mà trong thời gian du học là con phải tự nấu chứ đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà sau khi con đi du học thì con cũng đã có thay đổi nhiều. Và ba mẹ con cũng ngạc nhiên về điều đó của con. Dạ. Okay. Cho nên là con cũng có thay đổi và con đã biết nấu ăn hơn. Nhưng mà giống như là con cũng có ý chí để học hỏi theo mẹ con. Tại mẹ con là một người nấu ăn rất là ngon. Nói chung các bạn đi du học sinh nói về thì ai cũng tự lập, thành ra phải tự làm tất cả mọi thứ. Từ đó các bạn tự nhiên thấy mình lớn lên thôi. Dạ. À, có sự trải nghiệm. Còn bạn Nam? Dạ thì em xin tự giới thiệu chút xíu á. Thì em lúc trước em học Đại học Y Dược. Dạ em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y, thế cho nên là hiện tại em đang làm. Thì thật ra thì em biết là em mạnh về cái điểm gì và yếu về điểm gì. Em xin giới thiệu chút xíu á, thì điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu và rất là nói chung là rất là quan tâm đến người khác. Dạ, còn điểm yếu của em á thì em hay giở dây thun anh à. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích người phụ nữ quá là càm ràm. Dạ. Có nghĩa là ví dụ như là nói với em một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2 đến 3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không bản sao đâu rồi, em sẽ nói mà... tới lần thứ 5 tới 6 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Dạ. Càm ràm đó. Dạ. Càm ràm là bản tính đó, gì? Của ai? Làm như đàn ông mấy người đàn ông cũng có vậy đó. Mà. Để cô bảo vệ con. Dạ. Con có bị cầm ràm không? Dạ không mà. Không hả? Dạ. Con cầm ràm con cũng được khá là ít nói. Chào con. Dạ. Con lấy vợ đi. Dạ. Con biết cầm ràm nó cũng quen lắm con. Vâng. Dạ vâng ạ. À. 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi xưng con luôn đi tại dạ, vì nhỏ con gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ rồi bé 23 tuổi hôm nay nó gọi là cô rồi. Dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng nó hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn nó hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó. Dạ. Chính sao, từ dạ, trẻ sao? Mà dạ, học bác sĩ ra luôn mà. Thì biết rồi, thì có sao đâu. Cái chuyện đó bình thường mà, đúng không? Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đàn trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada, cũng học bác sĩ ra. Đẹp gái, cũng, cao, dáng như người mẫu. Du học với bộ du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam. Đại học y dược. Dạ, đó, con chào chú. À, chào con. Con cao mét bao nhiêu con nói cho dạ, chú. Dạ con cao không? Khoảng 1m7. Mét 7 ha. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Dạ
con, bao nhiêu? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Ủa, vậy là okay hơn là rồi. Được rồi. Ừ. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Ừ. Một bên là du học sinh á, xinh đẹp, một chàng trai cũng hot trai boy. Tài, trai à, tài gái sắc. Đúng rồi. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì ông nắm tay tôi? Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao cũng lèm bèm được, đúng không mọi người? Lắm luôn thì đó, tại vì chưa đúng là phải càm ràm. Chưa thấy bà mối nào mà càm ràm từ sáng chừng nào mà tối. Người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại, đúng không? Cho chắc... nên là không phải tự dưng người ta càm ràm. Này nhà chắc lấy Tuấn Anh cũng mệt lắm. Đừng nắm tay tôi nữa, nói lại đi, rồi tôi cho coi mặt. Xích qua bệnh xíu coi. Đó cũng chưa đúng nữa nè. Mối mai nào mà giống như là... Mối mai nào mà giống như bồ bịch vậy, thật trọt kỳ vậy. Rồi bây giờ con sẽ giới dạ. thiệu dạ, những cái gì chú. Mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. À, về ngoại hình thì con mong muốn bạn trai cao từ 1m7 trở lên. Rồi có. À, luôn. Không quá mập. Thấy chưa? Đừng mập. Mập mệt lắm. Con thấy ông chạm phải xuống ký chạm mập dạ. khó chịu lắm. Chạm vô đúng cái nỗi đau đó để mà đừng. Ông bươi móc cô nữa rồi dạ. đó. Dạ. Mập. À, nè mình cũng không có ốm lắm đâu ha. Với lại không có râu. Không có râu, để cô coi. Ý là đừng có râu râm. Ủa sao kỳ quá. Râu ri quá, đâu rạm rạm. Có râu nhưng mà mình không để thôi đúng không? Dạ. Ừ, chứ là nam tu, nam bắt buộc phải có râu nhưng dạ. mà bạn này bạn không. Nhưng mà để đừng nhiều quá thôi. Dạ. Ừ, yên tâm. Rồi. Nói chung là con có cần một cái khuôn mặt đẹp trai không? Dạ, dễ nhìn sáng láng là được. Sáng. Bên đây đẹp trai. Sáng sủa, dạ. tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè, dạ. cao 1m7 hơn con. Dạ. Cao 1m7 mấy đó. Còn gì nữa không? Dạ. Học hành tới nơi tới chốn, đâu ra dạ. đó công việc đang ổn định. Dạ. Bây giờ chỉ cần là tụi con gặp nhau, tụi con có gọi là lửa liếc rồi nó có xẹt điện hay dạ. không thôi. Đúng không? Dạ. Rồi con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, với lại không quan tâm tới gia đình, con cái. Sao? Sao bên đó sao? À, xin thưa là em không bao giờ hút thuốc, em không thích hút thuốc. Và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Trời em ơi. Không biết là giờ gói thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ. Vậy được. Dạ được. Với lại nó là tính em rất là thoải mái. Không có kiểu như gia trưởng em phải thế này em phải thế kia. Cái này là mình có sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Và có sự chấp nhận giữa hai bên. Nếu mà ý kiến hai bên khác nhau thì chúng ta sẽ ngồi lại xem coi là ý kiến nào nó sẽ hợp lý hơn thì mình sẽ làm. Quá hay luôn. Đó, thấy đàn trai tao nói chuyện chưa? Ủa chứ bên gái tôi nói chuyện sao? Ủa tôi đâu nói gì đâu. Chứ làm gì phải dằn mặt. Dằn mặt. Tôi nghe nãy giờ mà. Thì ông dân này chỉ khó lắm. Chị xích qua tôi nói chuyện đàn gái xíu coi. Ủa chưa hết nữa hả? Chưa nữa, tôi còn nói nữa. Dạ. Này con nghĩ trong cái thời buổi 4.0 này làm dâu có khó không? Dạ. Nếu phải làm dâu thì sao con? Nếu phải làm dâu thì con thấy hơi khó với con. Hơi tại khó vì hả? Tính con khá là tiểu thư á. À. Với lại con cũng phải là tiếp người con gái truyền thống nữa. Cho nên là con sợ là về thì mẹ chồng không có, con với mẹ chồng không có thích nghi được với nhau, không có hòa hợp được với nhau á. À. Dạ. Nếu như mà mẹ chồng quá truyền thống thì con sợ là hai người không có hòa hợp. Trời, làm dâu thì sướng lắm con ơi. Dạ. Mẹ chồng lo hết, mua lo cho cháu rồi dẫn cháu đi học, đưa cháu đi học. Dạ. Rồi lo cho cháu ăn uống rồi chăm sóc cháu. Làm dâu giờ sướng hơn ngày xưa nhiều lắm, con đừng có suy nghĩ như thế. Dạ. Không? Nhưng mà ví dụ như trường hợp là mình phải làm dâu á, thì con sẽ như thế nào? Con có chấp nhận cái điều đó không hay như thế nào? Dạ nếu mà thật sự mà bên đàn trai mà hợp với con á, thì con không có ngại cái chuyện làm dâu. Tại vì như con đã chia sẻ á, là nếu như mà con có khuyết điểm gì thì con sẽ cố gắng con học hỏi và con cải thiện bản thân con nhiều hơn. Rồi, có thể là không được ở mức giống như là 100% như mẹ chồng muốn, nhưng mà cũng có thể cải thiện được về nấu ăn chẳng hạn. Thì con cũng nấu được những món con thích. Mà nhưng mà những món mà khó hơn thì con nghĩ là cần phải có người chỉ. Con học thôi. Và con học thường thường con học cũng rất là nhanh. Ừ. Và con cũng dễ thích nghi với những cái đó luôn. Ok. Dạ. Rồi vậy là được rồi đó. À, đàn trai nếu mà dạ. lấy vợ mình có phải làm dâu không? Thì em nói chung là gia đình em rất là thoải mái. Dạ thì em không có đặt nặng về cái vấn đề làm dâu hay không. Dạ. Nếu mà bạn nữ cảm thấy không muốn thì hai đứa có thể ra ngoài ở riêng với nhau. Đó, dạ, vẫn về thăm bố mẹ. Vẫn về nói chung là mình sẽ làm mọi thứ sao cho nó hợp lý là được rồi. Thấy nhà trai tao dễ dãi không? Dạ. Nhà trai thoải mái không?
Dạ nhưng mà vấn đề gì nó hợp lý thì em sẽ dễ giải, còn cái nào mà nó bất hợp lý mà nói á là em sẽ không nghe đâu. Và vâng. Dạ. Rồi, bây giờ em mong muốn, tức là em không thích cái điều gì ở bạn gái của mình? Dạ. Nói chung á là em không thích bạn gái, nhất là nói chung là bây giờ thì em thấy là nhiều người thì cũng giống nhau thì em không thích chung á là không thích hút thuốc nè, tụ tập đàn đúm hoặc là rượu chè. Đó, em cái này em nói chung nha, thì tại cũng có người này người kia. Với lại nữa là em thích một người, mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca diva Mariah Carey đó. Ý em nói là em mong muốn á là tại vì là như thế này nè, không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu, ý em nói là một người phụ nữ mà trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy, đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí, đúng dạ, không? Đúng rồi, về cuộc chí. Sống, về cách sống, về lý tưởng sống, về ý chí. Em dạ, muốn một người con gái như vậy. Dạ đúng rồi. Đúng ạ. Không? Dạ. Rồi, được rồi đó. Hai bên nói với nhau nghe hết rồi. Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Ta 23 dạ, tuổi mà hỏi mấy mối tình mắc cười. Trời ơi, dạ, có người hôm trước 24 tuổi chưa? Mà 6 mối dạ, tình chưa? Đó. Chưa, tôi, ta con gái, ta hiểu được. Cháu nó đi du học là mấy năm rồi mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ không có yêu đương vớ vẩn. Rõ ràng khi tôi hỏi con gái là con có tình yêu chưa là chưa có. Lý do sao 23 nhưng... tuổi xinh đẹp mà chưa có tình yêu hả ta con? Ta đi qua bển ta học nhưng... chứ ta qua bển chưa để yêu hả? À, xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Nhưng mà Lý, em gái xinh đẹp ơi thì dạ, tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? À, đó, dạ, đó, cái quan điểm đó con. Cá nhân của em thì khi mà em qua bên Canada thì em cũng tiếp xúc vừa Việt Kiều vừa là dân của Canada luôn. Thì em thấy là bên đó thì khác về văn hóa rất là nhiều anh. Và cái quan điểm về tư tưởng về hôn nhân nó cũng khác nhau rất là nhiều. Và với em thì vấn đề ngôn ngữ thì nó không thành vấn đề, nhưng mà em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp nữa anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là con qua bển dạ, là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không? Dạ thật ra là không phải là con nói là con chưa yêu ai, nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Thì tại vì lúc đó là con học không có tốt cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Thì tới lúc mà con sang bỏ luôn thì cũng có người để ý con, nhưng mà con vẫn có một mục tiêu là con phải học và hoàn thành xong không? Dạ. Đúng rồi. Cho nên đó là lý do tại sao mà con vẫn ế tới bây giờ. Ế rồi mà ế, 23 tuổi mà ế cái gì cô gái là này? Cũng có thể nói là nhiều khi người ta nhìn con người ta nghĩ là con có người yêu rồi mà người ta không có dám tiến công để tới tán tỉnh. Rồi, thì trai, có một số trường hợp thì người ta nói với con như vậy. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ trước thì em có hai mối tình, và một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi. Từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn. Em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến. Thì em mới quen thì đúng là đi chơi với bạn đó. Thì bạn hay gọi là bấm điện thoại đó mọi người. Thì hay khoe là em thần tượng cái anh này nè, anh này hát hay lắm nè, anh nhảy đẹp lắm nè, này nọ kia, thì cứ hay khoe như vậy. Xong rồi em cũng tò mò, em vào em vẫn nghe nhiều bài hát của anh ta anh hát đó, thì em thấy rằng là một cái giọng hát rất là bình thường, nó không có gì gọi là đặc sắc hết á, mà tại sao cô ấy là khen. Thì em mới nói thẳng với lại cô ấy, tại tính em cũng thẳng mà, em không có thích vòng vo đó, muốn gì thì mình nói đó, hoặc là mình cần gì mình cứ nói để mà biết chứ không. Rồi xong rồi cãi nhau xong thôi, nó không hợp thôi em chia tay. Trời thì em không thích, em thấy giọng hát nó không hay, nhưng bạn gái em thấy hay thì sao? Nhưng phải tôn trọng cái ý của bạn gái mình chứ. Em tôn trọng nhưng mà nhiều lúc em thấy bạn hình như cũng không tôn trọng em lắm, tại đi chơi mà cứ bấm điện thoại lướt Facebook rồi nghe nhạc này nó kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Đó. Rồi ok, giờ là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi ý người thân cái nữa, rồi cho hai bạn gặp mặt.
Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con, ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi chào nhà gái. Dạ, à, xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào hai MC rất dễ thương. Xin chào nhà trai. Xin chào ekip chương trình. Và xin chào bạn trai. Dạ, chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng, đây là bà xã tôi. Hay là ba của Vân Hạ. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên không phải Bạn Muốn Ăn Hò mà là do mai mối. Nên tôi rất thích chương trình này, nhân văn này. Tức là tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Bởi vì coi đi coi lại rất là nhiều lần. Yeah. Là rất là thích. Do vậy là tôi bé về một năm này để tôi động viên khuyên nhủ nó. Nguyên gần một năm nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì nó mới đồng ý tham gia. Thì tôi thấy rằng là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác và phụ huynh là ngại rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia. Nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy. Thì nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã kết duyên xe duyên cho vợ chồng tôi qua cái mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này ấy, thì là bạn nói ưu điểm thì cũng ít mà khuyết điểm cũng ít. Bạn thì là sống hướng nội, nhút nhát, ngại tiếp xúc và ít nói. Đó là cái mà tôi muốn bạn lên đây để có cái, cho dù là bạn đi học vậy đó nhưng mà vẫn là ngại tiếp xúc, vẫn là hạn chế. Nhưng mà bạn thì có một chút thông minh, sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn, giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn nói ngay, nói liền và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy là không để bụng, không để gì hết. Cái nữa là bạn về và khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm. Bạn từ nhỏ như bạn hồi nãy bạn nói từ nhỏ là bạn gọi là bạn sai lầm. Bây giờ bạn mới gọi là thời gian sau khi học chính xong thì bạn mới gọi là sửa đổi, như hồi nãy bạn tâm sự thì bạn nào là hậu đậu nè, tồ nè, hậu đậu tồ. Nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, cứng hung dữ, đừng cứng quá đó có không vậy? Đúng rồi, hung dữ, rồi hết kỹ, rồi và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Siêu ngủ muộn chứ không phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giò, là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi, có những hôm còn tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một ngày nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng à. Thì làm sao mà con không ngủ được, con phải ngủ để con lấy lại sức con mới học tiếp được. Cho nên là thiệt cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ, thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết vậy cho ba. Nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó, nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà cứ hối hoài. Dạ. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok, con mặt nhân hậu, đẹp trai ngang ngửa với chú. Cùng tên với chú nhưng mà có một điều này nè, là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái, chú hai đứa gái giống người nè. Dạ vâng. Nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á, là sau khi cởi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Dám nhận khùng chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận thì con sẽ theo đội của mình. Đó. Rồi. Bên đó đi với ai con? Dạ, con đang đi với anh họ của con ạ, anh Khánh ạ. Chấp nhận là về tới luôn á, hai người vô tới luôn. Rồi, mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh. Chào cùng các cái bạn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này, là
về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay, anh chỉ nói gì thôi. Câu này hay nè. Đúng rồi. Em có mong cho hai bạn cho nhau cơ hội không? Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Xứng không em? Em thấy xứng không? Dạ rất xứng. Xứng ha. Về ngoại hình và cái tính cách luôn. Cũng hơi như là cái họ nhà trai vừa chia sẻ đó. Cá tính. Rồi, okay. Bây giờ mở rào. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cứ thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Đứng lên đi con. Em chào anh. Chào em. Hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê. Dạ. Quê ngoại anh ở Hải Dương thì cũng từ hồi Tết thì cũng có mọi người cũng mang vào. Dạ. Thì cũng đây cũng phần quà cũng tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Mời anh. Dạ. Bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi bánh đậu xanh. Dạ không mời cô Vân ăn chứ. Ăn đi con, ăn đi. Cái đó là con cứ yên tâm đi. Ăn đi con, cô Vân cũng ăn không được đâu. Sao không sao, bánh đậu xanh. Nó hơi bị ấy. Em có thể cầm. Thực ra mình cầm tay dễ hơn á con. Nó hơi bị bụng. Rồi cảm ơn anh. Tự nhiên ăn đâu, không ai thấy đâu. Hôm nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Cái dĩa con để cho chú Linh, còn cái đó đem qua đây. Chứ ngồi ông lấy hết của nhỏ tội. Năm em, tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow, rất là đẹp nha mọi người. Đâu cầm một con lên đi. Dạ. Cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết một thông điệp về cuộc sống. Đó. Dạ. Đẹp ghê á. Rồi cái bóp nữa hả con? Dạ. Dạ. Cái bóp rồi có tiền chống không? Có. Dạ. Thông điệp gì đó. Có tiền hơn chứ phải. Dạ, có tiền hơn. Để mới hơn anh. Đúng dạ, rồi. Dạ. Tặng bóp là lúc nào phải có tiền trong đó. 5.000 cũng được, 10.000 cũng được, nhưng phải có tiền. Dạ. Quan trọng là vật chất không quan trọng, quan trọng là tình cảm. Thì đó. Dạ. Có một cái thông điệp gì đó nãy bạn gái nói đó. Em có biết thông điệp ở trong đây á, thì mình mở ra mình coi thử nha. Tại vì nó cũng con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi. Cả team đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn đi. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con mà. Nắng nót xếp kỹ quá mà. Em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em. Khi để tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Biết chừng nào con gái bằng gái này nha. Rồi. Thì nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng chú Quyền Linh, cô Hồng Vân cùng toàn thể các vị quan khách và bạn em Hạ một bài hát. Dạ, dạ. Để mình khuấy động không khí và cũng tặng cho Hạ dạ, một bài hát. Cảm ơn. Dạ, em có thích nghe nhạc nước ngoài không? Dạ có. Có hả? Dạ. Em thì chẳng qua tiếng Anh chưa tốt. Thì nếu mà dạ, không sao có gì nhờ em hướng dẫn giùm anh. Dạ, dạ rồi. Em xin phép em tặng cho tất cả mọi người một bài hát bài này của Diva Mariah Carey. Em có biết cô ta không? Dạ không. Dạ. Mariah Carey có biết. Mariah Carey biết thầm mê bắt đầu giận nữa. Rồi không sao không phải không em phải ai cũng hiểu biết sao. Dạ không phải ai cũng biết à. Dạ rồi. Dạ em xin phép. Dạ. Dạ. Just can't decide. You don't even know how I'm alive. This is a war gone by. Don't care what see.
me crying, and here I am, still holding on. You can't say my voice gone. No, no, even though I try, I can't let go. Something in your heart captured my soul, and every night on seeing you in my dream, your horn I know I can't let go. Oh, then it's you to read my dream alive, sorrow and happy inside, every day of my life. Do you know the way to fear when all that have just died? Try to the nothing, honey, you still remain to my mind. No, no, I just can't wait to renounce my mind. I never care, say goodbye, cause in every night on sea, my dream, your horn, I know I can let go. Rồi. Xin lỗi mọi người, em run quá. Chú sẽ đưa vô Việt Nam Idol được đó. Rồi. Trời, anh hát hay quá à. Giờ tới em. Dạ, không. Hát tiếng Anh chưa tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ, hôm nay hát chưa tốt. Em thì cũng ngại hát trước đám đông á. Mà hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take Me To Your Heart. Anh có biết bài này à? Dạ biết. Ok. Hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at the crowded street, listen to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what the love is, haven't got a clue. Show me what the wonders can be true. They say nothing lasts forever, we only here today. Love is now whatever. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guidance star. It's easy. Take me to your heart. Come on. Rất đẹp đôi luôn ha. Thôi bây giờ dạ, các bạn về vị trí ngồi đi. Chúng ta trò chuyện một vài phút nữa xong rồi mình tiến hành bấm nút nào, quay mặt đối mặt nhau nào. Đó, cảm nhận về nhau đi. Nãy giờ mình nói chuyện, mình hát chung nè. Dạ, anh thấy em như thế nào? Cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương. Dạ, cảm giọng ơn. Nói rất là dễ thương. Nói chung là good. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Thì em có ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó, thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ, em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Dạ. Tại vì thời đại 4.0 này rất là dễ dàng kết nối. Dạ. Nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy với sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ. Tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất thì rất là chung thành mà, đúng không mọi người? Dạ. Dạ. Thì em nghe nói là anh học ngành y. Đúng rồi.
Ờ, là bây giờ anh cũng đang đi làm luôn. Đúng rồi, thì nói chung là anh cảm thấy là mình á thuộc về nghệ thuật. Dạ. Hôm nay có thể là rung quá với lại lần đầu tiên hát chứ mọi người. Dạ. Hát nó chưa tốt. Chứ dạ, bình thường hát cũng được. Thì anh có học thì đó là theo ý kiến của gia đình mình. Thì sau khi mình đã theo nguyện vọng của tất cả mọi người rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu con đường riêng của mình. Dạ. Thì em cũng chia sẻ là em cũng có học ngành liên quan tới sức khỏe. Thì nếu như mà được thì sau này em có thể là một người bạn hoặc là một người đồng hành giúp anh trong công việc của anh. Rất là dạ rất là đáng hoan nghênh. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên như thế nào? Nếu như mà em với anh mà tiến hơi xa hơn á thì anh có dự định gì trong 5 năm tới không? 5 năm tới thì nếu mà mình tiến xa hơn thì mình sẽ lập gia đình. Yeah. Và mình sẽ nói chung là những cái vấn đề về gia đình, ví dụ sinh con hoặc là mua nhà mua cửa này nọ kia. Thì anh thì cũng không, gia đình mình thì cũng không có ngại, gia đình anh thì cũng không có ngại về cái vấn đề mà làm dâu đâu em. Yeah. Quan tâm với lại anh cũng không có gia trưởng đâu. Dạ. Yeah. Vậy anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Không, thì muốn hỏi là gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Ba em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á, cho nên là ba em muốn bắt rễ. Chứ lại về để có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận. Cho nên là ba em đang là hoa khô trong nhà. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp. Và cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Dương suy. Dạ. Vậy cho em hỏi là thường thường sau giờ làm thì anh thường hay làm gì? Thường á thì sau giờ làm á anh hay vào phòng tập. Dạ. Thì anh rất là yêu thể thao. Dạ. Ngày nào cũng phải tập. Dạ. Tập thứ nhất là cho mười mình nó khỏe. Dạ. Cái thứ hai là nó sẽ tốt hơn cho cái cơ thể của mình. Dạ. Dạ. Vậy mới mốt anh chị em đi tập nha. Ok, anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ chị em đi tập, hướng dẫn cho em. Rồi, bây giờ mỗi người nói một câu nào đó rồi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nói bằng tận cái đáy lòng của mình, suy nghĩ điều gì nói điều đó nha. Rồi hãy nhìn nhau và nói với nhau một câu gì đó. Mời chàng trai. Rồi, dạ rồi. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi. Tại sao em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Thật với cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Trẻ là vậy, hiện đại là vậy đó. Nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không thích. Có rào trước đó sao? Hay để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Bên đây trái. Trước mặt hai bên gia đình. À, có ba mẹ ngồi đây nha. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là đối tượng để mình cùng bấm nút, cùng nắm tay nhau, tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân hay không. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Trời, nó đồng điệu luôn á trời. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha. Nào hãy nắm tay và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Và con hứa gì đó nói đi. Tùng nói là nãy bác hỏi là có chịu về đội điên của bác không đó. Được mà đó, nếu được là con vô luôn mà. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Và con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi hai bác gật đầu rồi đó. Xin hai bác luôn đi con. Hôn nụ hôn đầu tiên đó. Dạ con xin phép là hôn được hôn đầu tiên ạ. Rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Rồi, tất cả những gì mình nói nãy giờ mình trao đổi cứ vẫn như thế nha. Dạ. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này cho dù xa hay gần gì, quan trọng là yêu thương nhau là được. Dạ.